Nếu như các bạn đang dự định mua cho mình một chiếc đồng hồ thông minh của nhà Apple để tương thích với lại cái hệ sinh thái vô cùng hút máu đến từ iPhone, thì chắc chắn là 2020 các bạn nên mua Apple Watch Series 4. Và tại sao đây là chiếc Apple Watch đáng mua nhất ở thời điểm này, mình sẽ gửi tới các bạn ở trong video này nhé. Và mình là Công tới từ Review OS. Thực sự là mình đã cân nhắc rất là nhiều trong việc là chúng ta nên mua Series 3 hay là nên mua Series 4. Series 3 thì chúng ta rẻ hơn đấy. Series 4 thì chúng ta phải đắt hơn một chút. Và Series 5 thì cái này nó là mắc quá. Và mình thấy rằng Series 4 là một cái gì đó nằm ở giữa, nó trung hòa giữa Series 3 và Series 5. Đồng thời là những cái điểm sau đây mình đưa ra các bạn này chắc chắn sẽ giúp các bạn đỡ cái phần gọi là phân vân và lung lay hơn. Mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều về những điểm này. Điểm đầu tiên trên Series 4 là mình cảm thấy rằng nó đáng mua hơn Series 3. Đó chính là về mặt thiết kế. Thiết kế có thay đổi so với Series 3. Nếu như các bạn nhìn giữa Series 3 và Series 4, các bạn phân biệt được ngay. Và các bạn sẽ phân biệt được rằng luôn cái chiếc Apple Watch chúng ta đang đeo nó là thuộc phiên bản nào, chứ không phải kiểu nó chung chung như là từ 1 đến 3 chẳng hạn. Các bạn nhìn giống nhau không? Khó phân biệt. Từ 4 và 5 nhìn cũng rất là na ná nhau, các bạn không phân biệt được. Nhưng mà giữa 3 và 4 nó là một cái ranh giới dễ dàng phân biệt. Và tiếp theo thì cũng trong phần thiết kế này, nếu như các bạn sở hữu cho mình một chiếc Apple Watch Series 4 thì rõ ràng là so với lại Series 5 thiết kế nó không bị thay đổi nhiều, và các bạn cũng sẽ cảm giác rằng là chúng ta không bị quá lạc lõng so với lại thời điểm 2020 này. Và lý do thứ hai mà mình muốn đưa cho các bạn để chúng ta chọn chiếc Apple Watch Series 4 thay vì việc là chọn chiếc Series 3, đó chính là về mặt thiết kế của cái micro. Micro ở trên Series 3 thì nó nằm cùng hướng với lại loa của đồng hồ, và chính vì cái điều này nó khiến cho việc đàm thoại các bạn nó có phần không được trong trẻo và ngon. Nhưng mà lên Series 4, khi mà tách riêng hai phần này ra, loa ở một phía, micro ở một phía, thì lúc này các bạn sẽ có một cái chất lượng đàm thoại tốt hơn. Cái mic của các bạn lúc này nó sẽ không sợ bị vọng của loa, và chính vì vậy loa có âm lượng lớn hơn giúp các bạn có thể đàm thoại được khi các bạn đang ở ngoài đường. Còn với Series 3 thì mình thấy rằng việc đàm thoại ngoài đường mà nếu như các bạn mà ở cái nơi nó hơi ồn ào một chút thì đó rất là khó. Nhưng với Series 4 thì các bạn vẫn có thể làm được điều này. Tất nhiên là mình không khuyến cáo các bạn trong việc là chúng ta cứ ra ngoài đường dùng Apple Watch để chúng ta đàm thoại vì nó ảnh hưởng đến giao thông. Nhưng mà nếu như trường hợp cần thiết thì các bạn có thể dùng Series 4 để đàm thoại trực tiếp mà không cần tai nghe. Và mình thấy rằng đây là một điểm rất hay. Ví dụ các bạn đi trong đường Sài Gòn chẳng hạn, ui một cái nơi mà chúng ta giơ cái điện thoại ra một cái là sợ rằng có ai đó sẽ lấy điện thoại của tay bạn để nhắc nhở các bạn rằng là không dùng điện thoại ngoài đường, thì việc có một chiếc đồng hồ thông minh như là Apple Watch nó sẽ giúp các bạn gọi điện ngay trên tay của các bạn, trả lời tin nhắn ngay trên tay của các bạn. Các bạn đọc được thông báo, biết được rằng là có cái gì quan trọng không, có cái gì các bạn phải trực tiếp trả lời không. Hay là khi mà các bạn thấy một cái thông báo đến, một cuộc gọi đến, các bạn không biết là ai gọi cả thì các bạn sẽ phân vân là có nên nghe hay không. Bởi vì chúng ta đang đi ngoài đường, điện thoại thì cứ rung như thế, làm sao biết được là ai, đúng không? Nhưng mà bây giờ nhờ có Apple Watch các bạn sẽ nhìn được ngay, mẹ gọi mình này, bố gọi mình này, ui ông sếp nhắn mình lại đi về ngay này, chẳng hạn như vậy, thì nó rất là tiện lợi. Và cái điểm thứ ba thì sẽ là tới từ cấu hình của Apple Watch Series 4. Chắc chắn là Series 4 thì phải mạnh mẽ hơn Series 3 rồi, và các bạn sẽ có một cái xử lý nó mượt mà hơn, nó trơn tru hơn. Và về mặt cấu hình này thì có lẽ là mình chỉ muốn nói đơn giản như vậy thôi, bởi vì là cái gì mượt hơn nó đã hơn rồi, không cần là phải bàn cãi nhiều. Nhưng mình muốn phân tích sâu hơn một chút về Series 4 và Series 5. Ngoài cái vấn đề về thiết kế như là mình nói ra thì sẽ có một tính năng ở trên Series 5 làm cho nhiều bạn phân vân, đó chính là chúng ta có nên đánh đổi lấy cái tính năng Always On Display ở trên Series 5 không, hay là chúng ta chỉ cần dùng Series 4 khi nào cần xem thì lắc cái tay lên thế này để hiển thị. Và các bạn hãy cùng mình suy nghĩ một chút là với Apple Watch thì các bạn sử dụng những tính năng như thế nào. Liệu chúng ta có cần thiết đến mức là khi nào các bạn cũng phải nhìn cái thông tin ở trên nó, nhìn cái giờ ở trên đồng hồ không, hay là lúc này các bạn chỉ cần có thông báo đến thì đọc thông báo mà thôi. Với cá nhân mình thì mình là một người mà khi nào có thông báo đến đồng hồ sáng mình mới đọc. Còn lại muốn xem giờ thì mình cũng chẳng ngại gì trong việc là mình lắc tay một cái để mình xem giờ. Với Series 5 các bạn sẽ tiết kiệm được thao tác này, không cần phải lắc tay, các bạn chỉ cần nhìn lướt qua thế này các bạn biết được mấy giờ luôn. Và chắc chắn là cái điều này thì nó cũng tiện lợi, nhưng mà mình thấy rằng nó chưa thực dụng ở thời điểm này. Cái thao tác lắc tay là một điều rất đơn giản. Còn việc các bạn đang đi ngoài đường mà mắt các bạn liếc qua đồng hồ để nhìn giờ thế này thì chưa chắc các bạn đã nhìn được giờ, vì cái việc liếc ấy nó quá là nhanh. Và chúng ta còn phải tập trung vào đường xá nữa, vừa gây nguy hiểm mà các bạn lại còn vừa chưa chắc đọc được thông tin. Và như thế thì mình thấy rằng tính năng Always On Display ở trên Series 5 lúc này nó chưa thực sự là khả dụng với một người như mình, và mình chỉ cần một chiếc Series 4 là đủ rồi. Nó vừa tốt cho mình về mặt kinh tế mà nó lại vừa mang lại cho mình những cái trải nghiệm mình đang mong muốn. Vậy thì trên chiếc Apple Watch Series 4 có điểm gì các bạn cần phải lưu ý hay không? Thì đây cũng là một cái điểm hạn chế duy nhất của chiếc đồng hồ thông minh mà mang nhiều tính năng, đó chính là thời lượng pin. Nó chỉ đáp ứng cho các bạn được khoảng tầm 1 ngày tới 1 ngày rưỡi mà thôi. Cho dù các bạn đọc ít thông báo hay đọc nhiều thông báo thì cũng cứ tầm là sáng cầm đi thì tối lại mang về nhà sạc. Tại vì nó quá nhiều tính năng
Và đồng thời là chiếc đồng hồ này của chúng ta phải hoạt động liên tục để các bạn có thể nhận được thông báo. Nên là mình thấy rằng việc sạc pin một ngày, thôi cũng được, chả lẽ tối đi ngủ anh em ôm đồng hồ đúng không? Tối đi ngủ thì tháo ra đặt lên đế sạc và ngày mai các bạn lại đầy pin. Và như vậy là vấn đề pin một ngày này là vấn đề duy nhất các bạn cần lưu ý khi chúng ta định mua một chiếc đồng hồ thông minh như là Apple Watch Series 4. Và với mức giá hiện tại của Apple Watch Series 4 thì mình thấy rằng chỉ bỏ ra tầm khoảng 6 triệu rưỡi, các bạn đã có full một combo đầy đủ phụ kiện của chiếc đồng hồ này rồi, thì việc sở hữu nó cũng đang trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với thời điểm ban đầu ra mắt. Nếu như Series 5 bây giờ các bạn mà mua chính hãng rồi là mua một chút option thôi, các bạn đã mất khoảng tầm 10 triệu đồng để có một cái bản min của Series 5. Thì bây giờ với Series 4 line new nhưng mà nhìn vẫn rất là đẹp. Cái này mình đang đeo này, mình thấy khá là ok, các vết xước sát trên nó gần như là không có một tí nào cả. Nhưng mà để full combo có đầy đủ, có mặt đồng hồ, có dây đồng hồ, có sạc, có cáp zin thì mình cũng chỉ bỏ ra mức giá khoảng tầm 6 triệu rưỡi, mình thấy là khá hài lòng. Và nếu như bạn nào quan tâm thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả của video, các bạn click vào để chúng ta xem được chi tiết nhá. Và bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Các bạn có ý kiến gì về cái video này của mình cũng như các bạn có cái option nó hay hơn không, các bạn hãy cùng trao đổi với mình ở phần bình luận nhá. Xin chào mọi người.